Và đây là sợi chà bông tự tay mình làm nè các bạn. Mình không có dùng máy móc gì cả. Mình chỉ đơn giản là mình sử dụng cái rổ tre để mình chà nó ra, nó bông như thế này. Ở ngoài thì màu vàng rất là đẹp các bạn. Qua màn hình thì nó sẽ nó màu trắng, hơi trắng một chút xíu. Rất là đơn giản mà an toàn cho cả nhà mình. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm sợi chà bông này nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món chà bông. Về nguyên liệu, ở đây mình chuẩn bị là 1 kg thịt nạc cốc lết. Về chọn thịt thì các bạn là vẫn có thể là sử dụng thịt nạc lưng cũng được. Nhưng mà các bạn chú ý là tránh sử dụng thịt nạc đùi. Tại vì thịt nạc đùi nó sẽ rất là dai, khó làm chà bông lắm. Còn mình sử dụng cái thịt nạc cốc lết như của mình thì nó sẽ mềm, nó dễ làm chà bông hơn, mình dễ xé ra. Về thịt này thì mình sẽ cắt thành khổ ra. Thịt này mình để đỡ trong chảo luôn, tại cái miếng to quá các bạn. Trong chảo là mình không có cho gì vào nha. Cái này là miếng thịt hồi nãy mình rửa nó còn dính nước lại. Miếng thịt này mình cắt khổ vuông vuông là được rồi. Về gia vị thì mình chỉ sử dụng là đường, nước mắm và bột ngọt. Các bạn chú ý là mình không có sử dụng dầu ăn, tỏi phi gì trong đây hết nha. Nếu như mình cho như vậy thì mình bảo quản nó không có được lâu. Ở đây mình sử dụng là 4 muỗng canh nước mắm. Đường. Các bạn cho vào đây là 1 muỗng cà phê bột ngọt. Thịt thì mình chỉ cần là mình trộn đều là được rồi, mình không cần phải ướp. Thì mình cho lên bếp và mình nấu với lửa nhỏ từ từ, rồi mình lấy nắp mình đậy lại đó các bạn, cho thịt nó chín tự nhiên. Mình không có cần cho nước vào đây nha, thịt nó sẽ tự động ra nước, nó chín hết. Mình sẽ để lửa lớn, khi nào nó sôi rồi mình sẽ hạ xuống lửa nhỏ. Thì các bạn nhớ đậy nắp luôn nha, mình đậy nắp cho nó mau sôi. Thịt đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hạ xuống lửa nhỏ thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại, rồi mình rim với lửa nhỏ từ từ đến khi nào mà thịt nó cạn, nó chín là được. Thịt thì mình vừa mới nấu khoảng 10 phút thôi các bạn, mà nó ra nước rất là nhiều các bạn thấy không, do đó là mình không cần phải thêm nước vào nha. Thịt nó tự tiết ra nước và nó sẽ chín thôi. Nếu có bọt thì các bạn vớt bọt cho nó sạch. Rồi mình đậy tiếp lại. Mình nấu với lửa nhỏ, lâu lâu thì mình mở nắp ra mình dầm chừng khoảng 5-10 phút đó mình dở ra. Giờ mình sẽ đậy lại và mình nấu tiếp tục. Thịt sau khi mình đã nấu được khoảng 40 phút, bây giờ mình sẽ mở nắp ra. Bây giờ mình sẽ vẫn tiếp tục để với lửa nhỏ, từ từ đến khi nào thịt nó cạn là được nha. Đối với làm chà bông thì mình phải là mình khìa, cái này giống như là mình khìa thịt cho nó thật là mềm. Khi mà mình xé chà bông ra nó mới dễ. Do đó mình cần phải khìa lâu như vậy. Đây là nước tự nhiên nó ra đó các bạn, ra rất là nhiều nước luôn. Lâu lâu thì khoảng 5-10 phút thì các bạn nhớ là mình trở thịt lại nha, cho nó chín đều hai mặt đó. Lúc này là các bạn nhớ là mình không cần để nắp nữa nha, mình để tự nhiên cho nó cạn. Phần thịt của mình khi mà nó gần cạn thì nó sẽ chuyển sang màu vàng rất là đẹp. Thịt mình đã khìa thêm được khoảng 40 phút rồi nè các bạn, lúc này bây giờ nó bắt đầu cạn rồi đó. Mình sẽ tắt bếp nha. Mình đừng có cho nó cạn quá, mình chừa lại một ít nước thôi. Rồi mình một hồi mình sẽ giã chà bông. Mình sẽ giã trong lúc nó còn nóng như thế này thì nó sẽ dễ hơn. Chứ nếu như các bạn để nó nguội thì mình làm nó hơi khó, nó hơi cứng lại một chút. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình giã nha. Mình sử dụng là một cái cối. Rồi mình lấy mình giã. Mình sẽ cho thịt vào.
Đó, thịt do mình khìa rất lâu á, tổng thời gian là mình khìa khoảng 80 phút nên thịt của mình nó sẽ mềm, mình dễ giã hơn. Mình giã cho nó tơi ra như thế này, nó mềm nó mỏng ra. Như vậy là được rồi nghe, một hồi mình sẽ chà nó. Rồi các bạn tiếp tục mình giã với những cái phần thịt còn lại như thế này. Chà bông mà sau khi mình đã giã xong rồi nè. Đó, mình giã cho nó tơi ra như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào một cái rổ tre rồi mình chà nó cho nó bong ra. Mình chà mỗi lần mình chà một ít thôi. Chúng ta phải sử dụng rổ tre ngay, tại rổ tre nó sẽ đang có chỗ cao chỗ thấp. Còn nếu như mình sử dụng mà cái gỗ nhựa thì nó bằng hết, mình chà không có được. Mà thấy không, nó bong ra nè. Rất là lẹ, nó không có lâu. Đó, nó bong ra nè. Đây, để mình lấy cho các bạn xem cái ban đầu của nó nè. Đó, các bạn xem, các bạn phân biệt. Đó, tương tự vậy các bạn làm hết cho mình nha. Mình sẽ để riêng đó. Nếu như miếng nào to thì mình lấy lại mình chà tiếp. Chà bông này, sau khi mình đã làm cho nó tơi ra nè các bạn. Rất là đơn giản, mình không cần phải xé gì hết á. Mình chỉ cần cái rổ là mình chà nó ra là nó bông rồi. Rất là đơn giản ha. Bây giờ mình sẽ cho cái chà bông này vào cái phần nước sốt hồi nãy mình để lại đó. Mình cho vào hết rồi mình trộn đều lên. Mình trộn đều lên cho cái phần gia vị này nó thấm vào trong chà bông này của mình. Mình sẽ bật lửa lên luôn nha. Mình sẽ để lửa vừa. Do cái phần sốt nãy giờ mình để nó cũng đặc lại, mình để lửa cho nó hơi nóng lên, nó sẽ tan, nó dễ trộn hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình để với lửa nhỏ, mình trộn trộn đều như thế này nè, cho cái chà bông của mình nó khô lại, nó khô ráo lại với nó sẽ đều gia vị. Và nhớ mình xào liên tục nha, mình không có bỏ đi được nha, mình phải đứng đây mình xào liên tục như thế này. Chà bông nãy giờ mình xào cũng khoảng là được 9 phút rồi đó các bạn. Nó bắt đầu nó hơi khô ráo như thế này. Nếu như bạn nào mà muốn cho nó bông hơn á thì mình cho vào rổ mình chà tiếp tục nha. Chà bông nãy giờ mình xào cũng khoảng được nửa tiếng với lửa thật là nhỏ nha các bạn. Các bạn chú ý nha. Đó, các bạn xào đến khi nào mà mình dùng tay á, mình gờ vào chà bông cảm thấy nó khô ráo nhưng mà nó vẫn còn giữ được cái độ dẻo. Nếu như mà mình xào lâu quá nó sẽ khô, nó giòn, ăn không có ngon. Ở ngoài nhìn nó màu vàng, nhìn rất là đẹp các bạn. Giống như người ta bán vậy đó. Qua màn hình thì có thể là nó hơi trắng một chút xíu. Rồi mình để nguội rồi mình bảo quản thôi. Chà bông của mình thì mình sẽ để nguội và mình bảo quản kín đó nha các bạn. Về gia vị thì rất là vừa ăn. Đó, khi mà mình xào một hồi nó sẽ bông lên như thế này, rất là đẹp. Về lượng gia vị á, thì các bạn giữ nguyên cái lượng gia vị như mình nha. Nếu như mà bạn nào không ăn được bột ngọt thì mình có thể là không cho vào. Nhưng mà về cái phần lượng đường và lượng nước mắm thì các bạn giữ nguyên cho mình. Nếu như mà quá trình mình mà nêm gia vị nó lạt quá thì mình không có bảo quản được lâu đâu các bạn. Rồi mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món chà bông này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình đã cân cái khối lượng chà bông mà sau khi mình làm á thì mình cân được là 450 gram. Từ một ký thịt mà mình làm được 450 gram chà bông, rất là nhiều luôn các bạn. Với món này thì mình có thể là mình ăn chung với cơm trắng, rồi hoặc là mình ăn với cháo, bánh mì đều rất là ngon và tiện dụng nữa. Các bạn nhớ mình cho vào hộp á, mình đậy kín lại nha.